Phạm Khanh kính chào quý khán giả đến với chương trình sổ số của công ty Princess Lifestyle năm 2020 cũng như là mừng xuân mới năm 2021. Như vị thấy thì hiện giờ có anh John Tạ, giám đốc của công ty Princess Lifestyle, Lưu Mỹ Linh, chúng tôi đến đây để mà thực hiện cái chương trình sổ số này. Nhưng mà đầu tiên hết thì anh John Tạ sẽ đại diện công ty Princess Lifestyle cũng như là tất cả các anh chị em làm cái chương trình ngày hôm nay có lời chúc mừng năm mới đến với quý khán giả Lido Sài Gòn TV, quý khách hàng cũng như là bà con gần xa trong cái dịp năm mới này. Xin mời anh. Nhân dịp năm mới, John Tạ xin kính chào quý khán giả của Đài Lido Sài Gòn TV và cũng gửi lời đến chúc mừng với tất cả quý khách hàng gần xa và các đại lý. Thì kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn anh John Tạ. Thưa anh đó thì Phạm Khanh còn nhớ là hàng năm đó thì có những cái đợt sổ số thường thường là cuối năm. Ví dụ như cuối năm 2020 hoặc là sang đầu năm mới khoảng tháng Giêng năm 2021. Nhưng mà đợt này đó thì là chương trình sổ số phải nói là hoãn lại đến tận bây giờ, tức là khoảng trung tuần tháng 2. Thì anh có thể cho biết lý do tại làm sao thưa anh? Dạ em nói rất là đúng đó, em nhớ rất là giỏi. Thì cũng có nhiều khách hàng cũng thắc mắc, cũng đòi, cũng tìm đòi nói là cái bốc thăm là giờ nào. Thì em cũng biết là năm nay đó tất cả cái biểu tiến rất là chậm vì cái corona năm nay đó, thì cho nên thì mình hoán chậm lại đó là do để nhận được tất cả cái vé số của các khách hàng mình nó từ xa tới. Thì năm hôm nay đó thì nói chung là từ cái tuần vừa rồi đó thì tất cả cái vé số của khách hàng mình đã nhận đầy đủ rồi. Hôm nay mình tiến hành cái đó mình cảm thấy là nó công bằng với tất cả những người khách hàng nó xa hơn. Cho nên thì hôm nay đó mình sẽ thực hiện cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, mặc dù là hoãn lại có chậm hơn so với mọi năm về tình hình lây nhiễm COVID-19 cũng như cái vấn đề mà bưu điện gửi những tấm vé số về trễ, mà chúng tôi không muốn quý vị mất cái cơ hội để mà trúng thưởng cùng với công ty, thành ra chúng tôi hoãn lại, nhưng mà không có nghĩa là hủy bỏ. Thưa quý vị, bây giờ đó thì là Lưu Mỹ Linh cho biết chi tiết về cái chương trình sổ số này và cũng như là các giải thưởng mà chút xíu nữa đây thì chúng tôi sẽ thực hiện cái chương trình sổ số ngay tại trụ sở của công ty Princess Lifestyle. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta có những giải rất là đặc biệt. Đó là chúng ta có được một giải nhất là giải độc đắc với một chiếc nhẫn hột sòn 2 carat Princess Cat, thưa quý vị, trị giá là 15.000 đồng. Và bên cạnh đó chúng ta có 4 giải nhì, mỗi một giải trị giá là 500 Mỹ Kim, 10 giải ba, mỗi giải trị giá là 300 Mỹ Kim. Khi quý vị trúng một trong những cái giải này đó thì nếu mà không phải là chiếc nhẫn hột sòn thì chúng ta sẽ có cơ hội để mua tất cả những sản phẩm của công ty ở trong cái giải mà chúng ta đã trúng được. Bất cứ sản phẩm nào cũng được, thưa quý vị. Nói tóm lại là năm nay là một cái năm rất là đặc biệt. Bởi vì khi mà có những vị khách đó, thưa anh John, khi mà cái giải của mình đưa ra trễ như vậy đó thì cũng là cái cơ hội cho người ta, khi người ta mua hàng đó, người ta có thể kịp cái thời gian để mà gửi vé số về công ty. Và người ta cũng có cái điều muốn hỏi Lưu Mỹ Linh như thế này này. Ta nói là giám đốc của công ty có đồng ý là khi mà họ mua hàng trễ như vậy đó thì thay vì là họ gửi ngược vé số về công ty thì công ty có thể giúp cho họ điền cái tên và số điện thoại họ trên vé số rồi bỏ thẳng vào trong cái thùng số luôn, khỏi phải gửi đi gửi về cho nó mất công. Công ty cũng sẽ giúp cho vị điền vé số luôn để mà kịp những cái đợt sổ số như là cái đợt này, giải thưởng rất là lớn thưa quý vị. Sang năm tới đó thì chương trình sổ số cũng có một số những cái thay đổi nữa. Thì chút xíu nữa sau khi mà sổ số những cái giải đầu tiên, đó là 10 giải trị giá là 300 đô, thì chúng tôi sẽ thông báo quý vị về cái kế hoạch sổ số promotion cho năm mới 2021 này tại công ty Princess Lifestyle có những thay đổi như thế nào. Bây giờ thì có lẽ là mọi người đang chờ đợi chúng ta quay sổ số phải không? Thưa quý vị, đây là chiếc lồng sổ số hàng ngàn cái tấm vé số đã được các đại lý khách hàng gửi về cho công ty trong suốt năm 2020 và kể cả qua năm mới 2021 những tháng đầu tiên. Vì thấy rất là nhiều những tấm vé số ở đây không mà tất cả đều bỏ vào trong cái lồng sổ số này. Thì bây giờ trước khi mà tổ chức 10 giải thưởng đầu tiên trị giá mỗi giải như vậy là 300 đô thì Phạm Khanh sẽ quay đều cái lồng sổ số này để cho tất cả mọi người đều có cơ hội trúng sổ số, trúng thưởng như nhau hết thưa quý vị. Wow, nhiều quá. Chúng ta vẫn còn nhớ năm ngoái là có nhiều người đi trúng lại. Vì lý do là bởi vì biết là bởi vì cứ mua mỗi một lọ thuốc thì vì được một tấm vé số.
mua 6 lọ thì được 6 tấm vé số, như vậy là cơ hội mình trúng số tăng lên đến 6 lần. À, mà khi mà chúng tôi rút thăm mà tình cờ mà quý vị trúng lại lần thứ nhất, thứ hai thì chúng tôi vẫn phát giải đầy đủ cho quý vị. Thì chúng tôi chuẩn bị chọn ra 10 tấm vé số đầu tiên cho chương trình xổ số đặc biệt ngày hôm nay, thưa quý vị. Wow, không biết ai là 10 người đầu tiên sẽ trúng cái giải thưởng là 300 đồng mỗi tấm vé số. À, thì thưa quý vị, trong khi quay mà chúng tôi thấy cái tấm vé số nào mà lọt ra ngoài, coi như là cái cơ hội là đến với người đó rồi đó. Phải không ạ? Hai tấm đầu tiên đã chúng tôi thấy đã rơi ra khỏi cái lòng xổ số, như vậy là hai người này đã được chọn một cách ngẫu nhiên, phải không? Như vậy còn 8 cái tấm vé số nữa thì xin Lưu Mỹ Linh chọn ra 8 vị khán giả may mắn sẽ trúng được 8 tấm vé số này. À, xin Lưu Mỹ Linh chọn ra 8 tấm vé số nữa. Văn Ngô Lê, số điện thoại là 714-280-5761. 714 chắc ở dưới vùng Santa Ana, ở California. Một vị khách nữa tên là Don, số điện thoại cũng là 714-360-2958. Don, 714-360-2958. Người kế tiếp là Long Lê, điện thoại là 225-439-4487. 225-439-4487. Người kế tiếp là Helen Nguyễn ở Texas, điện thoại là 703-627-2218. Chúc mừng cho 10 khán giả, người khách hàng đầu tiên đã trúng được giải thưởng, mỗi giải trị giá là 300 đồng. Công ty Princess Lifestyle, hoặc quý vị có nghe được tên của mình trong cái chương trình xổ số này, xin liên lạc với công ty Princess Lifestyle ở số 1-800-990-8319 để công ty bắt đầu tiến hành phát thưởng cho quý vị. Thì Phạm Khánh muốn hỏi anh Son Tạ là, thưa anh, cái kế hoạch năm mới này thì cái chương trình xổ số sẽ là như thế nào, thưa anh? Trong năm nay đó thì cũng có nhiều cái optional đó, cũng như là cũng nhiều người khách hàng nó yêu cầu anh cho nó một năm, hình như nó hơi dài tí và lâu nhiều quá. Lâu quá. Nó vướng đại dịch nó càng dài hơn. Đúng rồi. Thì hỏi là công ty có thể là có cái gì mà làm cho cái thời gian ngắn một tí, chẳng hạn là mùa 3 tháng một kỳ là như vậy, để bà con được trúng cái thuốc mà để dùng đó trong cái thời gian này. Thì mình nghĩ đó thì cái đó cũng là một điều rất là tốt để cho quý đồng hương mà mua rồi được trúng ngay lập tức, mình có cái cơ hội mình để dùng cái thuốc của công ty. Dạ. Thì mình có thể là thay là cứ 3 tháng một kỳ mình để cho bốc thăm đó. Dạ. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình xổ số ngày hôm nay mừng xuân mới 2021, mà trong đó giải thưởng lớn nhất đó là một chiếc nhẫn hộp xoàn. Thì cho đến giờ phút này là chúng tôi đã xổ số xong và chọn ra được 10 khán giả đầu tiên chúng được giải thưởng, là mỗi một khán giả như vậy là được 300 đô, thưa quý vị. Bây giờ đó thì chúng tôi chuẩn bị qua một cái phần 2 của chương trình số, đó là 4 giải thưởng, mỗi giải trị giá là 500 đồng. Quý vị thấy không, tổng cái giải thưởng cho cái đợt này không là hết là 2.000 đô, thưa quý vị, 2.000 đô. Như vậy mỗi người sẽ trúng được 500 đô. Chút xíu nữa mình sẽ dành một chút thời gian mình gọi cho 1-2 khán giả trúng cái giải 500 đô này để mà gây một cái sự bất ngờ cho họ ha. Còn cái giải mà hột xoàn thì chắc chắn phải gọi cho họ rồi. Bây giờ thì Phạm Khanh sẽ quay đều cái lòng xổ số này để chúng ta sẽ chọn ra 4 khán giả trúng được mỗi giải thưởng như vậy là 500 đô, thưa quý vị. Chúng ta cũng bị phát giải cho 4 khán giả đầu tiên, mỗi người là 500 đô. Rồi, người đầu tiên, thưa quý vị, anh chọn ra cho 4 tấm vé số nha. Đúng rồi. Thưa quý vị, hàng ngàn tấm vé số bên trong cái lòng xổ số này. Thành thử ra là không biết là cơ may sẽ đến với ai. Ngày hôm nay xem chúng ta xem thử coi có lặp lại giống như là những năm trước, tức là một người có thể trúng 2-3 giải 2-3 lần. Thì bây giờ là 3 tấm vé số đầu tiên, 3 tấm vé số 4 tấm rồi. Người kế tiếp là Helen Din, số điện thoại là 714-889-0423, 714-889-0423. Helen Din. Người kế tiếp là Đại Trần, số điện thoại là 323-323-6971, 323-323-6971. Thưa quý vị, bây giờ thì Phạm Khanh sẽ gọi cho một vị khán giả, một khách hàng trúng được cái giải thưởng là 500 đồng.
Thưa quý vị, bây giờ Phạm Khanh sẽ gọi cho một khán giả, một khách hàng trúng thưởng được một cái giải thưởng là 500 đồng. Anh này là Đại Trần ở cái số là 323. Chúng ta sẽ xem thử coi là anh này anh sẽ trúng được, anh mừng vui như thế nào khi mà trúng được cái giải thưởng này. Cái số điện thoại hơi khó nhìn một chút xíu, nhưng mà không sao, chúng tôi sẽ cố gắng. Thưa quý vị, rồi bây giờ là anh Đại Trần, mình nghe thử nói của anh coi như thế nào nha. Anh này 323 tức là vùng Los Angeles phải không anh ha? Dạ. Yeah. LA đó. Rồi, coi anh Đại Trần giờ này đã ngủ dậy chưa nè. Chúng được 500 đồng thưa quý vị của công ty Princess Lifestyle. Điện thoại vẫn đang reo. Nói chung đó thì là tất cả những khách hàng khi mà chúng tôi có dịp gọi đến đó, họ cũng rất bất ngờ. Hello, cho hỏi phải anh Đại không anh? Dạ, đây là Phạm Khanh đó thưa anh, ở công ty Princess Lifestyle đó. Chúng tôi đang tiến hành sổ số trúng thưởng cho những khách hàng mà mua dược thảo của công ty Princess Lifestyle đó anh. Rồi, chúng tôi thấy có cái tấm vé số của anh ở đây. Thì đầu tiên hết là muốn chúc mừng cho anh trúng được cái giải thưởng là 500 đồng của công ty Princess Lifestyle nha anh nha. Ôi dạ. Mừng không anh? Quá mừng. Tôi đã còn tính để mua lại thuốc lại ở Đảo Đắc. Dạ. Nhưng mà tôi chưa có giờ. Anh tính mua lại thuốc mà chưa có giờ. Thì bây giờ trúng số là anh dùng đi cái tiền đó mua luôn phải không anh? Nếu mà trúng số là tôi sẽ gọi anh đó, tôi mua lại cái thuốc mà lên khe đó. Dạ. Bởi chắc có lẽ để tôi hỏi là tôi mua cái thuốc mà bổ thần á, bởi cái thần của tôi nó lâu đó. Dạ. Khán giả thì may mắn quá, dự định đang đi mua thuốc thì bây giờ nghe Phạm Khanh gọi đến trúng vé số 500 đồng, thành ra sẵn dịp mua luôn. Rồi bây giờ chúc mừng cho anh Đại. Anh ơi, thứ nhất là để chúc mừng anh rồi, thứ hai nữa là anh cho biết rằng là anh nói anh có dùng lân khe nè, rồi là thuốc thần, rồi một số những cái thuốc của công ty nữa, thì anh thấy cái cho biết cái cảm tưởng của anh về cái hiệu quả của những loại thuốc dược thảo mà anh đã dùng đó thưa anh. Ồ thì cái loại thuốc này thì không phải là tôi đúng mà tôi nói, tôi không có quảng cáo, nhưng mà sự thật ra tôi uống là kiểu như là tôi uống mà tôi theo dõi thuốc nha. Dạ. Tôi uống mà tôi theo dõi thuốc là tôi biết cái bình của tôi là như thế nào, mà có bớt hay không, có hiệu nghiệm hay không. Wow. Đại khái là cái thuốc lân khe này á, mấy bữa tôi chưa uống á, là kiểu như là tôi thở gì, ngủ rồi thở rồi khò khè rồi, với khó thở với kiểu như đi dốc đồ về á, là kiểu như là nó khó thở. Đó, nói được là kiểu về với cái phổi. Dạ. Tôi uống cái loại này vừa rồi tôi mua, tôi không nhớ hình như mua 4, 5 bình này, 5, 6 bình gì đó. Dạ. Rồi tôi uống hết, hình như ở nhà còn một bình vậy. Mà dạ. Tôi muốn mới, rồi tôi cho đứa em tôi một bình. Dạ. Nó cũng bị sệt rồi vậy á. Dạ. Đó thì khi mà tôi uống là tôi theo dõi. Mà theo dõi thì bây giờ tôi đi đứng hay đến này thế khác thì thở rất là dễ, mà với nằm ngủ là nó không có khó thở đâu, vậy với nó không có ho đêm đâu vậy. Wow, tốt quá. Cái thuốc này thì công nhận là cũng là rất là tốt. Dạ vâng. Đó là sự thật là như vậy. Dạ. Tôi nói bằng sự thật thôi, chứ tôi không có gì như là nói mà gian dối đâu vậy. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ là giải thưởng lớn nhất mà nhiều người mong đợi nhất trong cái chương trình sổ số hôm nay. Đó là một chiếc nhẫn hột xoàn, giải lớn nhất của công ty Princess Lifestyle. Hy vọng rằng là cái mùa Covid mọi người sẽ quên đi hết những cái đau buồn của ông để mà hướng về cái chương trình sổ số lớn nhất của công ty Princess Lifestyle trong ngày hôm nay. Đứng bên cạnh Phạm Khanh đây là cô Lily, đến từ một cái danh hiệu hột xoàn rất là nổi tiếng ở vùng Los Angeles. Cô cũng là một chuyên viên về hột xoàn. Cô sẽ nói chúng ta biết cái hột xoàn này nó như thế nào. Quý vị thấy trên tay cô cũng có một cái certificate, có giấy chứng nhận đâu đó hẳn hồi. Lily, can you tell us about the diamond ring here? Yes, definitely. I'm a graduate diamond gemologist,
and for GIA, and also I've been in the jewelry business for almost 30 years. And today I'm very, very honored to introduce this beautiful diamond to all of you. And this diamond, it is set in 18 karat white gold with a total weight of almost 1 carat. This ring was also certified the value of center stone is 12,500. And then the 18 karat white gold mounting is 2,500. Total is 15,000. Và thưa quý vị, bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, sẽ chọn ra ai là người trúng được chiếc nhẫn hột tròn trị giá đến 15.000 đô la. Thưa quý vị, Phạm Khanh sẽ quay đều cái lồng sổ số này thật nhiều lần để cho nhiều người có cùng cơ hội trúng số như nhau. Và cô Lily sẽ là người chọn ra một vị khán giả may mắn nhất của đợt sổ số năm nay. Lily, you will choose one ticket for the winner of the diamond ring for this year. Lily, ok. Và thưa quý vị, bây giờ thì Phạm Khanh sẽ mở cái lồng sổ số ra. Cô Lily, you look at the camera, ok? Don't look at the drum here. Choose just one ticket for the winner. Chọn nào một người trúng giải thưởng lớn nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Wow. Và thưa quý vị, người may mắn trúng cái vé này. Từ từ, hồi hộp. Sau một năm Tennessee, hay quá. Chị Cindy nói Tennessee đúng. Phạm Khanh vừa mới thấy chữ TN đây nè. Vùng Tennessee. 615, thưa quý vị, người khán giả may mắn đó là tên là Kiều Đặng. Kiều Đặng ở số nhà là 413 đường American Road, thuộc tiểu bang Tennessee. Cái error code là 615 và 4 số điện thoại cuối đó là 7605. Không biết Tennessee giờ này ở bên đó là mấy giờ, chút xíu được Phạm Khanh chưa gọi điện thoại. Xin Lưu Mỹ Linh verify lại một lần nữa. Dạ vâng, Triệu Đặng ở Tennessee, số điện thoại là 615-275-7605. Sáng dịp Lưu Mỹ Linh có thể cho biết rằng là những khách hàng mà nghe cái chương trình sổ số trúng thưởng ngày hôm nay đó thì phải liên lạc công ty trong thời gian như thế nào để mà có thể nhận được những phần thưởng này? Dạ vâng, thưa quý vị, nếu quý vị trúng những cái giải của công ty, khi mà công ty liên lạc với quý vị mà để message lại á, thì quý vị nên liên lạc lại với chúng tôi trong vòng khoảng 2 tháng, tức là chúng tôi có cái thời hạn là 60 ngày. Quý vị hãy liên lạc trong vòng 60 ngày để nhận được những giải thưởng của quý vị. Qua 60 ngày thì coi như là cái giải này sẽ để dành lại cho những quý vị khác, tức là qua những chương trình sổ số khác, thưa quý vị. Nên lưu ý quý vị là trong vòng 60 ngày, thưa quý vị. Và anh John, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay đó thì xin anh John có vài lời đối với khách hàng trong cái chương trình sổ số đặc biệt này. Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ cho công ty, đặc biệt là trong cái mùa đại dịch này, thưa anh. Dạ, cảm ơn em Phạm Khanh, cảm ơn quý vị có mặt ngày hôm nay. Thì trước hết John tạm rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ công ty, nói chung là gần 30 năm, nếu mà nói ít nữa là trên 20 mấy năm rồi. Thì khách hàng luôn luôn mà ủng hộ công ty. Mà với anh cũng, các em cũng nghe rồi, các anh đã dùng thuốc rất là nhiều năm. Và được những cái dược thảo mà nó tốt như vậy là bà con ủng hộ đó, thì chúng tôi cảm tưởng này rất là vui. Và đặc biệt là những cái thưởng của khách hàng hôm nay đã hoàn, coi như là hoàn chỉnh. Mình có là bốc thăm xong xuôi hết rồi để cho quý vị mọi người được nhận thưởng là rất là vui, là một cái điều rất là vui vậy. Cảm ơn anh John Tạ. Thưa quý vị, xin nhắc lại là trong năm 2021 trở đi thì cứ mỗi 3 tháng chúng tôi sẽ sổ số một lần. Thưa quý vị, cái đợt sổ số kế tiếp đó là đầu tháng 6 năm 2021. Như vậy là quý vị sẽ có nhiều cơ hội trúng thưởng nhiều hơn, trúng thưởng dồn dập trong suốt một năm, chứ không có phải chờ đợi một năm lâu dài như là những năm trước đây nữa. Thì mục đích là công ty muốn đem đến ngay những cái phần thưởng, những cái loại dược thảo tốt nhất của công ty đến cho khách hàng để quý vị có thể sử dụng ngay mà không có mất thời gian chờ đợi nữa, thưa quý vị. Và tất nhiên là cái đợt sổ số mà cuối cùng của mỗi năm sẽ giải thưởng rất là lớn, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị sau. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình sổ số đặc biệt ngày hôm nay, mừng xuân mới 2021 với phần thưởng lớn nhất đó là một chiếc nhẫn hột xoàn của công ty Princess Lifestyle. Chúc quý khán giả Lido Sài Gòn TV
quý khách hàng của công ty Princess Versailles, quý bà con đồng hương khắp mọi nơi, một năm mới nhiều niềm vui, gia đình sức khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt.